Xin chào tất cả các em. Ở video giảng hôm nay, cô và em chúng ta sẽ cùng đi vào các bài tập ở trong sách bài tập của bài xoắn 3 là ghi số tự nhiên. Chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập đầu tiên là bài tập số 16. Số tự nhiên có số chục là 217, số đơn vị là 3. Như vậy, trước số đơn vị sẽ là số chục. Như vậy thì em chỉ cần ghép liên tiếp cái số 217 và số 3 thì chúng ta sẽ được cái số cần tìm, đúng không ạ? Số chục này thì nó sẽ nằm trước số đơn vị, phải không nào? Vậy các em chỉ cần ghép hai số này thì chúng ta được số tự nhiên cần tìm thôi. Nó là số 2173. Chúng ta sẽ có ý 2 như sau. 16A là số chúng ta cần tìm ở đây là 2173. 2173. Tiếp theo, sang ý B, điền vào bảng. Thứ nhất, số trăm. Số trăm thì kem phải xác định cho cô được ở đâu là hàng trăm. Chữ số hàng trăm là chữ số nào, sau đấy chúng ta sẽ tìm số trăm. Như vậy, đây là hàng chục này. À, đây là hàng đơn vị này, đây là hàng chục này, đây là hàng trăm này. Như vậy, số 2 này là chữ số hàng trăm. Như vậy, kem lấy từ cái số hàng trăm này về trước thì nó sẽ là số trăm. Như vậy sẽ là số 42. 42 sẽ là số trăm. Chữ số hàng trăm là chữ số 2. Muốn tìm số trăm thì các em lấy ở bắt đầu từ chữ số hàng trăm, các em lấy về phía trước, tức là lấy về phía bên trái thì chúng ta sẽ được, về phía bên tay trái chúng ta sẽ được số trăm. Như vậy số trăm ở đây sẽ là 42. 42. Chữ số hàng trăm. Chữ số hàng trăm này, đây là chữ số hàng nghìn này, chữ số hàng trăm, chữ số hàng chục, chữ số hàng đơn vị. Như vậy chữ số hàng trăm ở đây là số 2. Số chục, chữ số hàng chục. Số chục, muốn tìm số chục thì các em tìm cho cô chữ số hàng chục. Chữ số hàng chục ở đây là chữ số 5. Đúng không ạ? Như vậy chữ số hàng chục là chữ số 5 này. Vậy các em lấy tất cả các cái số đứng trước chữ số hàng chục và lấy thêm chữ số hàng chục nữa thì chúng ta sẽ được số chục, tức là lấy từ đây này, các em hết về trước, đúng không ạ? Đây, hết về trước thì chúng ta được số chục. Như vậy 425 sẽ là số chục. Tương tự, số trăm ở đây, số trăm ở đây chính là số 6 này. À, chữ số hàng trăm ở đây chính là chữ số 6 này. Số 3 này là chữ số hàng, đây là chữ số hàng nghìn này, chữ số hàng trăm, chữ số hàng chục, chữ số hàng đơn vị. Như vậy chữ số hàng trăm ở đây là số 6. Kem lấy các số bên trái này, bên trái thêm chữ số hàng trăm nữa thì chúng ta sẽ được số trăm. Như vậy 36 sẽ là số trăm. Chữ số hàng chục ở đây, chữ số hàng chục ở đây chính là chữ số 0, đúng không ạ? Như vậy chữ số hàng chục là chữ số 0. Còn số chục thì các em lấy tất cả các cái số ở phía trước số chục thêm số chục nữa. Như vậy chúng ta sẽ có 360 này. Đây, từ số chục các em hát trở lên, vậy các em sẽ lấy 3 số này. Như vậy đây là 360 chục. Sang bài tập số 17, viết tập hợp các chữ số của số 2003. Như vậy ở đây có những chữ số nào? Có chữ số 2 là 1 này, chữ số 0 này, chữ số 3 này, đúng không ạ? Số 0 này lặp lại tất cả các chữ mà khi mà các em, chữ số khi mà các em thấy lặp lại thì viết ở trong tập hợp chúng ta chỉ biểu diễn một lần, tất cả các phần tử biểu diễn một lần nhá. Như vậy bài 17, ví dụ cô gọi tập hợp này là tập hợp A thì A lớn sẽ bằng các cái chữ số 2 này, chữ số 0 này, chữ số 3. À, ở đây có một cái chú ý, đó là vị trí của các cái phân tử này có thể thay đổi. Số 2 các em có thể cho vào giữa hoặc số 3 cho vào giữa. À, đây các em có thể đổi chỗ thứ tự của ba cái phân tử này, miễn sao ở trong cái tập hợp của chúng ta có ba chữ số này là được. Còn vị trí của nó có thể thay đổi nhé. Tiếp tục bài tập số 18. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số. Số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số, đó là chữ số bao nhiêu các em? Đó là số bao nhiêu? Đó chính là số 100, đúng không ạ? Như vậy 18A chính là số 100 này. Số tự nhiên nhỏ nhất mà có 3 chữ số khác nhau. Vậy có 3 chữ số khác nhau. À, vậy thì số đầu tiên không thể là số 0 được. Số đầu tiên thì luôn luôn phải là số 1, đúng không ạ? Nhỏ nhất thì phải là số 1, vì số 0 đứng đầu nó không có giá trị. Như vậy bắt đầu là số 1.
Số thứ hai sẽ là số 0 và số thứ ba sẽ là số 2. Đây là số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau, chính là số 102. Sang bài tập số 19, dùng 3 chữ số 0, 3, 4 viết tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số. Các số tự nhiên này là phải các số tự nhiên khác nhau. Như vậy, bài tập số 19 này. Bài tập số 19. Đầu tiên là số 0 thì không thể đứng đầu được, đúng không ạ? À, thì chúng ta sẽ cho số 3 đứng đầu này. Số 3 đứng đầu. Số 3 đứng đầu thì có thể viết là 304. Đúng không ạ? Được chưa? Hoặc là số 340. Các em đổi chỗ hai số sau này. Số 0 và số 4 các em có thể đổi chỗ thành 4 và số 0. Như vậy, số 3 đứng trước chúng ta viết được hai số. Số 0 không thể đứng trước được, đúng không ạ? Nếu số 4 đứng trước thì các em có thể viết là 403. Đúng không? Hoặc các em có thể đổi chỗ hai cái số sau này là 430. Như vậy chúng ta sẽ viết được là tất cả là 4 số. Đấy. Cứ cho số 3 đứng trước, số 4 đứng trước. Nếu còn nhiều chữ số khác thì các em cứ cho lần lượt các chữ số đứng trước, rồi các em sắp xếp đổi chỗ các cái số đứng sau. Tuy nhiên số 0 thì không thể đứng trước được. Đấy. Đến đây bạn nào cần có thể dừng video giảng của cô một chút. Cô và các em tiếp theo sẽ sang bài tập số 20. Bài 20 như sau. Đọc các số La Mã sau. Đây này, đây là 2x này, cứ 1x này. Dấu x này là 10 đúng không ạ? X là 10 này. Cái con này là con 5 này, thêm 1 là 6 này. Đấy. Viết vào phía bên phải thì chúng ta cộng, và viết vào bên trái chúng ta sẽ trừ, đúng không ạ? Như vậy đây là 26. Được chưa? Cái số này là số 26. Đây là 20 này. Và đây là số 9 này. Viết trái chúng ta trừ đi 1, 10 trừ đi 1 này bằng 9 này. Như vậy đây sẽ là số 29. Được chưa? Đây là 26, đây là 29. Đúng không ạ? Như vậy bài 20. Thì A. Cái số này đây chính là 26. Còn đây, đây chính là 29. Tiếp theo ý B. Ý B chúng ta có số 15 này. Các em cần viết số La Mã của số 15. Như vậy đây là 10 này, đúng không ạ? Thêm 5 nữa thành 15. Đây là số 15. Số 28 này, các em viết 20 cộng với 8, đúng không ạ? Đây là 20 này. Được chưa? 20 này. Cộng thêm 8 này. Đây là số 28 trong số La Mã. Sang câu C. Đến đây xong câu A và câu B này. Bạn nào cần thì hãy dừng video của câu A và câu B lại một chút để xem kỹ hơn nhé. Chúng ta có câu 20C như sau. 20C. Ở đây cho 9 que diêm được xếp như hình 3. Đây chúng ta xếp như hình 3 ở đây. Các em được đổi chỗ một que diêm để được kết quả đúng. Như vậy cô sẽ đổi là 5. Đây cô đổi cái này này. Đây là 5 đúng không ạ? 5 thì đã bằng 6 trừ 1. Như vậy cô sẽ đổi cái con này sang đây. Được chưa? Đổi vị trí con này sang đây này. Như vậy cái C, ý đầu tiên cô đổi, chỉ đổi que này đưa sang đây. Ý C, cách thứ nhất là cô sẽ đổi này, 5 này thì sẽ bằng 6 này, cô trừ đi 1. 6 trừ đi 1 thì sẽ là 5, đúng không ạ? Tức là đưa cái vị trí que diêm này sang đây. Cách thứ hai là cô đưa cái que này này, cô đưa que diêm này sang đây. Đưa que diêm sang đây tức là 4 đúng không ạ? 4 này thì bằng 5 trừ đi 1 đúng không? Đưa cái que này sang đây. Như vậy cách thứ hai của cô, 4 này thì bằng 5 trừ đi 1. Sang cách thứ ba,
Cách thứ ba là cô đưa cái que diêm này, một trong hai que diêm này cô đưa sang đây. Đưa cái que diêm này cô sang đây. Thì ở đây sẽ là 5 này, trừ đi 4 thì bằng 1 đúng không ạ? Đây, cô đưa cái que diêm này sang đây nhé. Một trong hai que này cô đưa sang đây. Như vậy, cách thứ ba đó là 5 này. Kem trừ đi 4 này thì sẽ bằng 1. Được kết quả đúng. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được thêm bài tập số 20. Tiếp theo cô và các em sẽ sang bài tập số 21. Bạn nào cần hãy dừng hãy dừng video giảng của cô đấy một chút nhé. Bài 21 như sau. Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị 5. Như vậy, hàng chục nhỏ hơn hàng đơn vị là 5. Như vậy, nếu hàng chục thì không thể là số 0 được, đúng không ạ? Đấy. Tức là số hàng đơn vị này, hàng chục nhỏ hơn hàng đơn vị là 5, tức là hàng đơn vị lớn hơn hàng chục 5. Đúng không ạ? Như vậy, hàng chục thì nó không thể bắt đầu là số 0 được, bắt đầu là số 1. Nếu hàng chục là 1, em cứ liệt kê ra đã. Đây nhá, chúng ta có bài tập số 21 này. 21A này. Cô biểu diễn tập này là tập A đi. Chữ số hàng chục, nếu chữ số hàng chục là 1, hàng đơn vị lớn hơn hàng chục nhỏ hơn đơn vị là 5, tức là đơn vị lớn hơn hàng chục, đúng không ạ? 5. Như vậy, 1 cộng với 5 thì nó sẽ là số 6, đúng không? Như vậy số này sẽ là số 16. Nếu hàng chục là số 2, hàng đơn vị lớn hơn 5, tức là em lấy 2 cộng với 5 thì rõ bằng 7, đúng không? Nếu hàng chục là 3, thì hàng đơn vị sẽ là 3 cộng với thêm 5 nữa. Hàng đơn vị lớn hơn hàng chục 5 mà, đúng không ạ? Như vậy nó sẽ là 8. Nếu hàng chục là 4, thì 4 cộng thêm 5, đúng không ạ? Thì như vậy nó sẽ là số 49. Thì số 49 này, thế nếu như mà số hàng chục là 5, nếu nó là 5 nhá. Đấy, nếu là 5 thì số hàng đơn vị nó lớn hơn số hàng chục mà. Hàng đơn vị lớn hơn hàng chục 5 đơn vị. Như vậy, hàng chục 5 thì hàng đơn vị sẽ là 5 cộng với 5 thì bằng 10. Như vậy thì nó sẽ là 510. Đúng không ạ? Nếu như có thì nó sẽ là số 510. Thế 510 thì lại nó lại không phải là số có 2 chữ số mà nó lại là hình số 3 có số có 3 chữ số rồi. Như vậy, từ số 5 trở đi chúng ta không thể lấy vì nó sẽ trở thành số có 3 chữ số. Như vậy, ở đây. Đây nhá. Đây, nếu như mà lấy này, nếu như chữ số hàng chục là 5 thì hàng đơn vị hơn hàng chục 5 đơn vị, vậy nên lấy 5 cộng 5 bằng 10. Đúng không? Như vậy ở đây là cái số này nó lại thành số có mấy chữ số? 1 2 3. 3 chữ số, trong khi đề bài người ta bảo là số chỉ có 2 chữ số thôi. Như vậy thì bắt đầu từ số 5 chúng ta không thể lấy được, đúng không ạ? Như vậy chỉ dừng lại ở số 49 thôi. Đấy. Sang gì B, chữ số hàng chục gấp 4 lần chữ số hàng đơn vị. Gấp 4 lần chữ số hàng đơn vị. Vậy B này. Thế nếu như mà chữ số hàng chục gấp 4 lần nhá. Nếu số hàng đơn vị là số, số hàng đơn vị thì nếu là số 0 nhá. Cô giả sử số hàng đơn vị là số 0 thì số hàng chục sẽ là 4 nhân với 0 thì cũng là 0, đúng không? Như vậy số 0 0 thì không được. Đúng không ạ? Không thể bắt đầu bằng số 0. Tiếp theo, nếu số hàng đơn vị là số 1. Đây, nếu hàng đơn vị là 1, hàng chục gấp 4 lần thì nó phải là số 41. Đúng chưa? Thỏa mãn số có 2 chữ số này. Nếu số hàng đơn vị là 2, số hàng chục gấp 4 lần, như vậy 4 nhân với 2 bằng 8, đúng không ạ? 8. Thế bây giờ nếu như mà số hàng đơn vị là số 3. Đây là nếu là số 3, số hàng chục nó gấp 4 lần, như vậy 3 nhân 4 bằng 12. Như vậy thì số 123, đây không phải là số có 2 chữ số, mà 123 thì nó lại số có 3 chữ số. Như vậy, số hàng đơn vị từ số 3 trở lên thì nó không thỏa mãn. Đúng không ạ? Nếu là số 4 này, thì là
À, số hàng chục sẽ là 4 nhân với 4 bằng 16. Như vậy nó cũng là số có 3 chữ số thì không thỏa mãn. Như vậy số mà có 2 chữ số thỏa mãn là hàng chục gấp 4 lần hàng đơn vị chỉ có 2 số này thôi. Sang câu C. Chữ số hàng chục câu C ở đây là chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị và tổng hai số bằng 14. Tổng bằng 14 thì các em sẽ liệt kê các số tự nhiên mà có tổng bằng 14 đúng không ạ? Hai số khác nhau mà có tổng bằng 14. 14 thì nó có thể là số số 5 và số 9 này. Đúng không ạ? Số 6 và số 8 này. Đây. Số 5 và số 9 nhé. Đây này, 5 này và 9 này thì có tổng là 14. Đúng không ạ? 6 và 8 đây chúng ta đang nháp đấy, có tổng bằng 14. 7 và 7 thì không được. 7 7 là hai số giống nhau rồi. Đúng không ạ? Như vậy chúng ta chỉ có các cái cặp số này thôi. Hai cặp số này thì có tổng bằng 14 mà nó là hai số khác nhau. Như vậy ở đây thì người ta lại bảo là gì? Chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị. Như vậy hàng chục nhỏ hơn hàng đơn vị thì số này phải số 59 này. Số này phải số 68 này, không viết ngược lại được. Nếu như mà viết 86, nếu em viết 86 thì tổng nó cũng là 14 đấy, nhưng mà số hàng chục lại lớn hơn hàng đơn vị. Hoặc là nếu các em viết 95 thì tổng của hai số này cũng là 14, nhưng mà số hàng chục lại lớn hơn hàng đơn vị thì không thỏa mãn. Đúng không ạ? Số hàng đơn vị lớn hơn hàng chục thì nó chỉ là số 59 và số 68 thôi. Như vậy câu C sau khi phân tích thì chúng ta sẽ có như vậy là trên đây là cô và các em đã vừa đi xong được một số các cái bài tập ở trong sách bài tập của bài 3 là ghi số tự nhiên. Cụ thể là chúng ta đã vừa đi hết được bài tập số 16 đến hết bài tập số 321. Cô cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi video giảng của cô. Hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.